cựu giám đốc bệnh viện tim Nguyễn Quang Tuấn bị đề nghị truy tố. Ông Nguyễn Quang Tuấn, cựu giám đốc bệnh viện tim bị đề nghị truy tố với cáo buộc vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả thiệt hại cho nhà nước 53,8 tỷ đồng. Ông Tuấn, 55 tuổi, vừa bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đề nghị truy tố về tội vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 222 Bộ Luật Hình sự. Ông đã bị khởi tố cho tại ngoại ngày 21 tháng 10 năm 2021 và hơn một tháng sau thì bị bắt tạm giam. Cùng tội danh, C03 đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo bệnh viện Tim Hà Nội là Hoàng Thị Ngọc Hưởng, cựu phó giám đốc, Nguyễn Thị Dung Hạnh, cựu kế toán trưởng, Đoàn Ngọc Bình và Nghiêm Tuấn Linh, cùng là cựu phó phòng phụ trách phòng vật tư. Bảy người còn lại bị đề nghị truy tố gồm các cựu lãnh đạo nhân viên của công ty Kim Hòa Phát, công ty cổ phần đầu tư và định giá AIC, công ty Hoàng Nga. Ông Tuấn là đại biểu Quốc hội khóa 14, có nhiều năm làm giảng viên bộ môn tim mạch Đại học Y Hà Nội. Từ tháng 3 năm 2020 đến khi bị bắt, ông là giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, hiệu trưởng trường cao đẳng y tế Bạch Mai, chủ tịch Hội đồng Tim Mạch Học Hà Nội, ủy viên Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ miền Bắc thuộc Ban bảo vệ sức khỏe Trung ương. Theo kết luận điều tra bổ sung, ông Tuấn quen biết từ trước với Phan Tuấn Đạt, chủ tịch Hội đồng Quản trị, phó giám đốc công ty Kim Hòa Phát. Năm 2015, Đạt đặt vấn đề với ông Tuấn về việc cho phép được bán stent phủ thuốc cho bệnh viện Đạt cũng đề nghị ông Tuấn để công ty đề xuất bán thiết bị và cho phép được ký gửi stand vào bệnh viện Tim Hà Nội trước khi đấu thầu. Khi lập danh mục mua sắm và dự toán các gói thầu năm 2016, bị can Đoàn Trọng Bình đã yêu cầu công ty Kim Hòa Phát cung cấp thêm 3 báo giá của 3 đơn vị với mặt hàng stand và các mặt hàng can thiệp tim mạch khác. Trong đó, báo giá của công ty Kim Hòa Phát được để giá thấp nhất để dễ dàng trúng thầu. C03 đánh giá hành vi này là làm mất tính công bằng, minh bạch của đấu thầu. Hơn nữa, danh mục mua sắm cũng được ông Tuấn sửa lại là 807 mặt hàng với tổng giá trị gần 400 tỷ đồng để phù hợp với kế hoạch chi tiêu năm 2016. Quá trình tổ chức xác định giá gói thầu để phục vụ lập kế hoạch đấu thầu, Phó Giám đốc Hưởng cùng Bình thông đồng với công ty thẩm định giá AIC. C03 cáo buộc những việc này được làm theo chỉ đạo của Giám đốc Nguyễn Quang Tuấn. Sau khi móc nối với nhau, Bệnh viện Tim Hà Nội, Công ty Kim Hòa Phát, Công ty Cổ phần Đầu tư và Định giá IC đã thông đồng về giá dự toán trong danh mục mua sắm và giá kế hoạch đấu thầu mặt hàng Sten. Từ đó để Kim Hòa Phát tham gia dự thầu và nâng giá cao hơn ra thị trường. Theo kết luận, ông Tuấn và những bị can khác đã có sai phạm khi thực hiện gói thầu mua sắm Sten với công ty Kim Hòa Phát gây thiệt hại hơn 6,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ông Tuấn và lãnh đạo công ty Hoàng Nga cũng thực hiện nhiều chiêu thức thông thầu, gian lận trong đấu thầu tại gói thầu số 5 cung cấp vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch năm 2016 và 4 gói chỉ định thầu rút gọn năm 2017. Hành vi này đã gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn 47 tỷ đồng. C03 kết luận tổng số tiền thiệt hại tại các gói thầu có liên quan đến trách nhiệm của ông Tuấn là hơn 53,8 tỷ đồng. Ông Tuấn cùng một số người khác trong vụ án đã hợp tác tích cực, chủ động khai báo, có nhiều thành tích trong quá trình công tác, được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen, bị can Phan Tuấn Đạt, Nguyễn Thị Dung Hạnh và công ty AIC đã khắc phục toàn bộ hậu quả gây ra nên được C03 đề nghị cơ quan tố tụng xem xét khi lượng hình. Ông Vũ Đức Đam thôi giữ chức vụ ủy viên Trung ương Đảng. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết thống nhất để ông Vũ Đức Đam thôi giữ chức vụ ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Ngày 30 tháng 12 tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp phiên bất thường để xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết thống nhất để ông Vũ Đức Đam thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Ban chấp hành Trung ương sau đó đã cho ý kiến về hai nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu vào Quốc hội khóa 15, phê chuẩn chức danh Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026. Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 có 4 phó thủ tướng gồm các ông Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, sinh năm 1963, quê quán ở xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn tiến sĩ kinh tế thế giới và quan hệ quốc tế, kỹ sư điện tử tin học. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10 dự khuyết, khóa 11, khóa 12, khóa 13. Ông Đam từng trải qua nhiều cương vị như Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, từ tháng 11 năm 2013 đến nay ông là Phó Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2020 đến tháng 8 năm 2021, ông Vũ Đức Đam là trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19. Theo kế hoạch, ngày 5 tháng 1 năm 2023, Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ hai để xem xét một số vấn đề quan trọng, trong đó có quyết định về công tác nhân sự. Trách nhiệm bồi thường của Nguyễn Thái Luyện đối với hơn 4.500 bị hại sau khi tuyên án mức án tù trung thân đối với Nguyễn Thái Luyện, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty Alibaba cũng như các mức án khác từ 10 đến 30 năm tù đối với các bị cáo khác trong vụ án, ngày 30 tháng 12 tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục công bố bản án về trách nhiệm bồi thường của Nguyễn Thái Luyện và Võ Thị Mai vợ Luyện đối với hơn 4.500 bị hại. Theo đó, hội đồng xét xử đã đưa ra phán quyết bồi thường khoảng 500 khách hàng thuộc nhiều dự án khác nhau của Alibaba. Các cá nhân này được tòa tuyên nhận bồi thường từ gần 100 triệu đồng đến vài tỷ đồng. Đối với những người liên quan chưa được xem xét trong bản án này, một số bị cáo nhận mình là bị hại của Alibaba nhưng không cung cấp được các chứng từ, hội đồng xét xử sẽ tách hồ sơ để họ khởi kiện bằng vụ án dân sự khác. Đối với 39 bị hại và luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hai bị hại khác đề nghị được tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng đất nền dự án, hội đồng xét xử tuyên không chấp nhận các yêu cầu này. Tuy nhiên, hội đồng xét xử đã xác định thiệt hại của 39 bị hại trên là thực tế, do đó buộc bị cáo Luyện và bị cáo Mai có trách nhiệm hoàn trả số tiền mà các bị hại đã nộp vào công ty Alibaba. Đối với đề nghị của 58 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan yêu cầu được tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã thỏa thuận ký kết với các bị cáo Nguyễn Thái Lực, Nguyễn Thái Lĩnh, Trịnh Minh Pháp. Hội đồng xét xử công nhận thỏa thuận chuyển nhượng nói trên, trả lại đất cho những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Ngoài ra, một số khách hàng có yêu cầu nhận đất nhưng không cung cấp đủ căn cứ giải quyết, nên hội đồng xét xử dành quyền khởi kiện bằng vụ kiện dân sự khác nếu những người này có yêu cầu liên quan đến giao dịch nói trên. Xin kính chào Ngài Guido Huchner, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam. Đài truyền hình VTC xin cảm ơn Đại sứ đã tham gia cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Dạ vâng, thưa Ngài, gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và hơn 11 năm trở thành đối tác chiến lược. Việt Nam và Đức thời gian qua đã có nhiều hoạt động nhằm củng cố mối quan hệ này. À, đại sứ có chia sẻ gì về một vài điểm nhấn trong quan hệ hợp tác giữa hai bên trong thời gian qua thời gian qua thì việt nam và đức đã hợp tác thành công trong nhiều lĩnh vực Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh và củng cố mối quan hệ này trong thời gian tới. Bên cạnh thách thức đối phó biến đổi khí hậu, bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Chúng tôi ưu tiên các hoạt động đào tạo dạy nghề, bảo vệ môi trường và chuyển dịch năng lượng. Chúng tôi đã thành công và sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động này. Tháng 12 năm 2022 đánh dấu một bước tiến mới trong lĩnh vực chuyển dịch năng lượng. Cùng với các đối tác từ nhóm nước G7, Đức sẽ mở rộng mối quan hệ hợp tác chuyển dịch năng lượng với Việt Nam. Trong vòng 3 đến 5 năm tới, Đức sẽ đầu tư 15 triệu đô la Mỹ vào Việt Nam để phát triển năng lượng tái tạo và loại bỏ nhiên liệu hóa thạch. Tháng 11 mới đây, chúng tôi khai trương cơ sở mới của Trường Đại học Việt Đức. Cũng trong tháng 11, tôi muốn đề cập tới chuyến thăm hữu nghị chính thức của Thủ tướng Đức Olaf tới Việt Nam, chuyến thăm khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác của chúng tôi với Việt Nam. Thưa ngài, dịch bệnh có làm ảnh hưởng tới các hoạt động hợp tác của hai bên như thế nào trong thời gian qua à, và chúng ta đã cùng nỗ lực ra sao để hợp tác trong tình hình mới? Dĩ nhiên đại dịch Covid-19 thì đã gây nhiều tác động tới mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia, cụ thể là hạn chế tiếp xúc trực tiếp và ngừng hoạt động du lịch. Trong tình hình đó, Đức vẫn tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thông qua hoạt động quyên góp hơn 10 triệu liều vaccine và vật tư thiết bị y tế bên cạnh đó thì chúng tôi bắt đầu triển khai hợp tác nghiên cứu y học với việt nam ví dụ có thể kể đến đức thành lập trung tâm nghiên cứu phòng chống dịch bệnh tại việt nam Hiện nay, Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở châu Âu, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Đức ở Đông Nam Á. À, vậy theo đại sứ, chính phủ hai bên cần nỗ lực như thế nào để chúng ta tiếp tục trở thành đối tác lớn của nhau trong thời gian tới? The free agreement between the European Union and Vietnam Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam đóng vai trò quyết định trong mối quan hệ hai quốc gia. Kể từ khi hiệp định có hiệu lực vào tháng 8 năm 2020, chúng ta có thể nhận thấy sự gia tăng trong trao đổi thương mại, đặc biệt là hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Đức. Tôi nhận thấy mối quan hệ này sẽ còn nhiều tiềm năng hơn nữa nếu chúng ta đẩy nhanh thủ tục hành chính và tăng lượng thông tin về nhu cầu thị trường. Yeah. Um, so, uh, Mr. Widow, Đại sứ Guido Hüchner, ngài đã ở Việt Nam được thời gian bao lâu rồi? Tôi đã ở Việt Nam được 3 năm rưỡi 3 năm rưỡi đúng không ạ? À, dạ vâng, và sau 3 năm rưỡi sinh sống và làm việc tại đây, ngài đã đi du lịch tới đâu và thích món ăn nào nhất của Việt Nam? Well, uh, I was... Tôi may mắn khi mà được trải nghiệm du lịch khắp đất nước Việt Nam và thực sự đất nước của các bạn rất là tuyệt vời. Việt Nam sở hữu nhiều danh làm thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa lâu đời, vậy nên rất khó để chọn ra một hoặc hai điểm yêu thích cụ thể. are Nói đến ẩm thực, giống như nhiều người khác, tôi rất thích món phở. Nhưng tôi biết ẩm thực Việt Nam còn đa dạng hơn thế nhiều. Tôi đặc biệt yêu thích hương vị rau củ quả và trái cây tươi của Việt Nam. Vietnamese vegetables and Thật tuyệt vời. À, năm 2023 đang tới gần và nhân dịp này, ngài đại sứ có lời chúc gì dành cho người dân Việt Nam cũng như các khán giả đài truyền hình VTC? Tôi có cái nhìn lạc quan về tương lai phía trước. Tôi tin rằng là chúng ta sẽ làm chủ hoàn cảnh, vượt qua mọi thách thức nhờ hợp tác quốc tế. Nhân dịp năm mới, tôi xin gửi lời chúc hạnh phúc và thành công tới quý vị khán giả. Qua cuộc chiến ở Ukraine và đại dịch COVID-19 năm ngoái, tôi mong rằng tất cả chúng ta đều được bình an và khỏe mạnh. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn Ngài Đại sứ Tiến sĩ Guido Huchner đã tới tham dự chương trình ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng hy vọng về một tương lai phát triển tốt đẹp trong mối quan hệ ngoại giao giữa Đức và Việt Nam.